Không ngờ ăn 5 tép tỏi nướng, sau 24 giờ, cơ thể khỏe như voi chiến, thần dược đây rồi, tìm đâu xa. Quý vị khán thính giả thân mến, các lương y lừng lẫy Trung Hoa đã khẳng định rằng tỏi là vị thần dược tuyệt vời nhất hành tinh bởi những lợi ích thần kỳ của nó đối với việc tăng cường sức khỏe, kéo dài tuổi thọ. Chúng ta cũng thường xuyên sử dụng tỏi như một loại gia vị quen thuộc trong các bữa ăn hàng ngày, chẳng hạn như là tỏi ngâm giấm, tỏi phi hay tỏi ngâm mật ong. Tuy nhiên, bạn đã bao giờ nghe đến tỏi nướng hay chưa? Có vẻ hơi xa lạ đúng không nào? Thế nhưng, bật mí với bạn rằng đây là một món ăn đặc biệt không thể thiếu trong các bữa tiệc của các vương triều thời cổ đại. Thậm chí, hoàng đế Ai Cập còn ăn tỏi nướng hàng ngày để trở nên khỏe mạnh hơn đấy. Và trong chương trình ngày hôm nay, Ăn Sạch Sống Khỏe sẽ bật mí về tác dụng của tỏi nướng cũng như cách để làm tỏi nướng đơn giản giúp chữa bách bệnh, sống lâu trăm tuổi. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Không ngờ ăn 5 tép tỏi nướng, sau 24 giờ, cơ thể khỏe như vòi chiến, thần dược đầy rồi, tìm đâu xa. Rất nhiều bác sĩ và chuyên gia dinh dưỡng đã nói rằng tỏi là một trong những thực phẩm lành mạnh nhất thế giới. Từ hàng ngàn năm về trước, người cổ đại đã sử dụng tỏi nướng như một loại thuốc truyền thống để giúp họ kiểm soát huyết áp cao, huyết áp thấp, các bệnh tim mạch và tăng sức đề kháng cho cơ thể. Tuy biết rằng tỏi là một loại thực phẩm rất tốt cho sức khỏe, nhưng không phải ai cũng có thể ăn được tỏi nướng vì mùi khó chịu trong quá trình ăn cũng như sau khi ăn xong. Nhưng không vì thế mà bạn sẽ không được hưởng lợi ích tuyệt vời từ những tép tỏi. Thay vào đó, bạn hãy nướng khoảng 5 tép tỏi lên và ăn hàng ngày để nhận được tất cả các lợi ích tương tự như tỏi nướng, thậm chí là còn nhiều hơn gấp vạn lần. Có thể bạn sẽ rất bất ngờ khi biết các tép tỏi nướng này sẽ mang lại nhiều lợi ích cho cơ thể trong suốt 24 giờ sau khi ăn. Vậy các tép tỏi nướng sẽ có hành trình như thế nào và tác động đến cơ thể ra sao sau khi đi vào cơ thể? Thì hãy cùng tôi khám phá ngay bây giờ nhé. Trong giờ đầu tiên, tỏi được tiêu hóa trong dạ dày và trở thành thức ăn của cơ thể. Sau 1 giờ, tỏi bắt đầu được tiêu hóa, những dưỡng chất trong tỏi sẽ xâm nhập dần vào từng tế bào. Sau 2 đến 4 tiếng, tỏi có thể giúp cơ thể bạn chống lại các gốc tự do và loại bỏ các tế bào khối u ẩn trong cơ thể. Sau 4 đến 6 giờ, lúc này, những dưỡng chất có trong tỏi đã bắt đầu ngấm vào cơ thể, giúp tăng cường các tế bào để tăng cường hệ miễn dịch. Quá trình trao đổi chất của cơ thể được tăng lên và tỏi sẽ kích thích loại bỏ chất lỏng dư thừa và đốt cháy chất béo được tích trữ trong cơ thể. Sau 6 đến 7 tiếng, đặc tính kháng khuẩn của tỏi xâm nhập vào máu của bạn và bắt đầu tiêu diệt vi khuẩn và virus. Sau 8 đến 10 tiếng, trong giai đoạn này, dinh dưỡng của tỏi đã đóng một vai trò quan trọng trong việc bảo vệ các tế bào cơ thể khỏi quá trình lão hóa. Sau 10 đến 24 tiếng, tỏi trong cơ thể bắt đầu quá trình làm sạch sâu để bài trừ độc tố, giúp bạn khỏe mạnh hơn. Quá trình đó bao gồm các lợi ích tuyệt vời như sau. Tỏi có thể giúp bạn ngăn ngừa các cholesterol xấu. Tỏi sẽ làm sạch mạch máu, thúc đẩy tuần hoàn máu và bảo vệ cơ thể bạn khỏi bệnh tim mạch. Tỏi cũng có thể giúp giữ huyết áp ở mức ổn định. Tỏi giúp ngăn chặn kim loại nặng xâm nhập vào cơ thể bạn. Tỏi cũng có thể giúp bạn tăng sức mạnh của xương, phòng chống loãng xương. Vì hàm lượng chất dinh dưỡng cao, tỏi có thể giúp bạn loại bỏ mệt mỏi. Tỏi có thể cải thiện khả năng vận động và tăng cường sức khỏe. Tỏi có thể giúp bạn cải thiện chức năng của các tế bào trong cơ thể, từ đó tăng sức đề kháng và nâng cao hệ miễn dịch. Thời gian tốt nhất để bạn sử dụng tỏi nướng là sau bữa cơm, đặc biệt là vào sau bữa cơm trưa. Để cảm nhận được sự kỳ diệu, bạn nên ăn tối thiểu trong vòng 1 tháng. Dưới đây là các lợi ích của việc ăn tỏi nướng thường xuyên sẽ khiến bạn muốn chạy ngay ra chợ và mua tỏi về để bắt tay vào thực hiện bài thuốc này đấy. 1. Ăn tỏi nướng mỗi ngày giúp phòng bệnh ung thư. Thói quen ăn tỏi nướng mỗi ngày có thể giúp bạn ngăn chặn sự tổng hợp các chất gây ung thư và ức chế sự phát triển của các tế bào ung thư đấy. Mỗi ngày, trung bình một người dân Nhật ăn từ 1 đến 2 củ tỏi vì tin rằng tỏi sẽ giúp tăng sức đề kháng cho cơ thể
và phòng chống bệnh ung thư. Theo một nghiên cứu, thì những người ăn tỏi nướng mỗi ngày sẽ giảm nguy cơ mắc bệnh ung thư so với những người không ăn tỏi đến gần một nửa. Một số nghiên cứu chỉ ra mối liên hệ giữa ăn tỏi hàng ngày với khả năng chống lại ung thư dạ dày và đại trực tràng. Các hợp chất allicin trong tỏi giúp làm chậm hoặc ngừng sự phát triển của các tế bào ung thư trên cơ thể. 2. Ăn tỏi nướng mỗi ngày giúp ổn định huyết áp. Bạn có biết rằng các loại hợp chất trong tỏi có khả năng làm giảm huyết áp tương tự như các loại thuốc truyền dùng khác? Cách ăn tỏi nướng mỗi ngày là một trong số các phương thuốc chữa bệnh huyết áp cao đơn giản và hiệu quả. Khi bạn nghiền và nhai tỏi nướng sẽ tiết ra một enzyme gọi là alliinase dẫn đến sự hình thành allicin. Allicin là thành phần hoạt động có trong tỏi và chủ yếu chịu trách nhiệm hạ huyết áp. Bạn cần ăn tỏi trong vòng 1 đến 2 giờ sau khi băm nhuyễn tỏi để nhận được đầy đủ các lợi ích sức khỏe. 3. Ăn tỏi nướng có thể giúp bạn sống lâu hơn. Theo rất nhiều nghiên cứu cho rằng, tỏi sẽ đem lại tác dụng tích cực đối với tuổi thọ của con người và giúp bạn sống lâu hơn. Thực tế cho thấy, tỏi có thể chống lại các bệnh truyền nhiễm cũng là một yếu tố quan trọng, vì căn bệnh này là nguyên nhân phổ biến dẫn đến tử vong, đặc biệt ở người cao tuổi và những người có chức năng hệ miễn dịch bị rối loạn. Nói tóm lại, thì tỏi đã được biết đến với tác dụng đẩy lùi các căn bệnh mãn tính. Vì vậy, nó cho bạn cảm giác hoàn hảo và có thể giúp bạn sống lâu hơn. 4. Ăn tỏi nướng mỗi ngày giúp điều trị cảm cúm. Hằng ngày, ăn 5 tép tỏi nướng sẽ giúp cơ thể chống lại những cơn cảm lạnh thông thường. Đó là bởi tỏi có tính sát khuẩn mạnh. Ăn tỏi vào thời điểm bị cúm sẽ giúp bạn tăng cường hệ thống miễn dịch. Tỏi cũng thuộc tính ấm nên có khả năng khử hàn ẩm, tránh lạnh và loại trừ các nguyên nhân gây ho. Nhờ vậy, thói quen ăn tỏi nướng mỗi ngày có thể giúp bạn giảm ho và phục hồi sức khỏe nhanh hơn. Allicin có trong tỏi là một thành phần giúp đặc trị bệnh cảm cúm khá hiệu quả, giúp lòng đờm, dễ thở, bớt ho và không bị nghẹt mũi. 5. Ăn tỏi nướng giúp bài trừ độc tố trong máu. Tỏi chính là một trong những giải pháp tự nhiên giúp bạn thanh lọc, giải độc cơ thể một cách hiệu quả. Các chuyên gia cho biết, trong tỏi có chứa chất hóa học có tên là allicin. Thành phần này giúp cơ thể chúng ta loại bỏ những chất độc hại, đồng thời tăng cường các tế bào bạch cầu thêm khỏe mạnh. Ngoài ra, allicin còn giúp loại bỏ nicotine để thanh lọc máu và làm sạch hệ hô hấp. Thói quen ăn tỏi nướng mỗi ngày không những có tác dụng giúp thanh lọc máu và làm sạch các mạch máu mà còn rất tốt cho gan. 6. Ăn tỏi nướng giúp phòng ngừa bệnh tim. Bật mí với bạn rằng tỏi có khả năng làm giảm cholesterol xấu cho sức khỏe từ 10 đến 15%. Khi cholesterol xấu tăng lên trong cơ thể, yếu tố nguy cơ mắc bệnh tim và nguy cơ phát triển các chất béo lắng đọng trong mạch máu tăng lên. Điều này có thể làm giảm lưu lượng máu và gây đột quỵ cho người bệnh. Tỏi cũng có đặc tính chống đông máu, do đó sẽ làm giảm nguy cơ đau tim, xuất huyết não và các triệu chứng khác với hiệu quả rất tốt. 7. Ăn tỏi nướng giúp đẩy lùi nguy cơ đau tim và đột quỵ. Người xưa đều nói ăn tỏi rất tốt cho tim. Nghiên cứu cũng cho thấy tỏi ảnh hưởng đến xơ cứng động mạch, huyết áp, kết tập tiểu cầu và độ quánh máu. Tất cả đều là yếu tố nguy cơ của bệnh tim. Các nhà nghiên cứu tại Đại học bang Pennsylvania, Mỹ báo cáo rằng tỏi có thể giảm 38% nguy cơ mắc các vấn đề tim mạch. Trong một nghiên cứu kéo dài 4 năm của Đức, các nhà nghiên cứu đã kết luận rằng tỏi có thể làm giảm hơn 50% nguy cơ đau tim và đột quỵ. Thật tuyệt vời đúng không nào? Những lưu ý khi ăn tỏi kẹo rước đại họa vào thân. 1. Không ăn tỏi khi đang bị viêm gan. Nhiều người nghĩ rằng ăn tỏi có thể phòng ngừa viêm gan, thậm chí còn có người vẫn ăn tỏi với số lượng lớn sau khi bị viêm gan. Việc làm này hoàn toàn sai. Trước hết, tỏi không tiêu diệt được virus viêm gan. Thứ hai, một trong số thành phần trong tỏi có thể kích thích đường tiêu hóa của con người
ức chế sự tiết dịch tiêu hóa và khiến cho các triệu chứng như buồn nôn và đầy hơi ở bệnh nhân viêm gan ngày càng nặng hơn. Ngoài ra, các thành phần dễ bay hơi trong tỏi có thể làm giảm số lượng hồng cầu và huyết sắc tố trong máu, không có lợi cho việc phục hồi chức năng của bệnh nhân bị viêm gan. 2. Người bị tiêu chảy cần tránh ăn tỏi. Mặc dù tỏi có tác dụng diệt khuẩn và khả năng kích thích mạnh, bình thường ăn một chút có thể thúc đẩy quá trình tiêu hóa diễn ra nhanh chóng và dễ dàng hơn. Tuy nhiên, khi mọi người bị tiêu chảy, tuyệt đối không nên ăn tỏi. Nguyên nhân là vì những bệnh nhân này ăn tỏi sẽ kích thích đường ruột, khiến niêm mạc ruột bị xung huyết và phù nề, từ đó làm nặng thêm tình trạng của bệnh. Với người bình thường, ăn tỏi sống sẽ đặc biệt có lợi đối với dạ dày. Nhưng với các đối tượng đang trong thời gian mắc bệnh tả, tỏi lại là thực phẩm nên tránh xa. Nguyên nhân là bởi allicin trong tỏi làm tăng sự kích thích thành ruột, dẫn tới tình trạng nghẽn mạch máu, phù nề, có thể khiến bệnh tình trở nặng hoặc xảy ra biến chứng không mong muốn. 3. Ăn nhiều tỏi gây hại cho mắt. Xin bật mí với bạn là theo y học Trung Quốc cho rằng tiêu thụ tỏi trong thời gian dài sẽ làm tổn thương gan và mắt. Nghiên cứu y học hiện đại cũng phát hiện những người mắc các bệnh về mắt như tăng nhãn áp, đục thủy tinh thể, viêm kết mạc, khô mắt, dùng lượng lớn tỏi trong thời gian dài sẽ xuất hiện các triệu chứng như thị lực suy giảm, ù tai, chóng mặt, suy giảm trí nhớ. Ăn tỏi lâu ngày thực sự rất có hại cho mắt, bởi theo nhiều nghiên cứu thì vị của tỏi là cay nhất, nó có thể thấu lên cả mắt và gây ra tổn thương. Vì vậy, người đang có bệnh về mắt nên hạn chế ăn tỏi, nhất là tỏi sống. Ngoài ra, nếu bạn đang mắc bệnh về mắt thì những thực phẩm cay khác cũng nên kiêng hoàn toàn để tránh gây suy giảm thị lực. 4. Không nên ăn tỏi khi đang uống thuốc chữa bệnh. Theo y học Trung Quốc thì tỏi có tính cay, nó có thể ức chế các thành phần hoạt động của một số loại thuốc và thậm chí phản ứng hóa học với các thành phần trong một số loại thuốc để tạo ra độc tố. Do đó, những người đang dùng thuốc không nên ăn tỏi, kẻo nguy hiểm cho cơ thể, làm mất đi hiệu quả của quá trình chữa bệnh. Cách nướng tỏi đơn giản nhưng vẫn bổ dưỡng cho sức khỏe. Nguyên liệu cần chuẩn bị gồm có 2 củ tỏi, 2 thìa dầu ô liu. Cách thứ nhất, cho 1 thìa dầu ô liu vào chảo, rồi bắt lên bếp và để ở lửa nhỏ. Tiếp đó cho tiếp 5 tép tỏi vào chảo. Khi thấy mặt kia chín vàng, bạn nên lật lại tép tỏi. Khi hai mặt chín vàng là bạn có thể ăn được. Cách thứ hai, bật lò nướng ở nhiệt độ 205 độ C, bóc bỏ bớt lớp vỏ dày và khô bên ngoài của tỏi. Dùng dao cắt bớt phần đầu của củ tỏi rồi phủ một lớp dầu ô liu lên trên. Sau đó bọc tỏi vào giấy bạc rồi cho vào lò nướng, để trong thời gian từ 30 đến 35 phút. Đến khi tỏi mềm ra thì tắt lò, lấy tỏi ra để nguội rồi thưởng thức. Lưu ý là nếu bạn có các bệnh về dạ dày hoặc các vấn đề về sức khỏe đặc biệt khác, hãy hỏi ý kiến bác sĩ trước khi ăn tỏi nướng để tránh các nguy cơ gây hại cho cơ thể. Vâng, kính thưa quý vị và các bạn, vậy là trong chương trình ngày hôm nay chúng ta đã được tìm hiểu về các lợi ích tuyệt vời của tỏi nướng đối với sức khỏe, cũng như là cách chế biến tỏi nướng đơn giản mà hiệu quả. Nếu như bạn không thuộc các nhóm đối tượng cần hạn chế ăn tỏi mà ăn sạch số khỏe đã chia sẻ trên đây, thì bạn còn chần chừ gì nữa mà không bổ sung ngay vài tép tỏi nướng vào thực đơn hàng ngày của chính mình. Chắc chắn kết quả sẽ khiến bạn phải bất ngờ đấy. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn quan tâm theo dõi đồng hành cùng chương trình. Còn bây giờ, thời lượng của chương trình cũng đã hết. Xin được kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình tiếp theo.